Mình sẽ đố mọi người nhá. Một câu rất là đơn giản, mình sẽ đọc một trong hai từ này, mọi người nghe xem đây là từ thứ nhất hay là từ thứ hai nha. Đầu nghe nhá. And. And. Đây là số mấy ạ? Đáp án chính xác là đáp án số 2. Nghĩa là nếu bạn nào nghĩ rằng là đây là end là cái từ kết thúc á, từ đầu tiên á, là các bạn chưa chính xác rồi. Cái sự khác biệt của hai cái âm này là như thế nào? Thì trong cái từ đầu tiên á, các bạn nhìn thấy nó là âm e, và khi người ta làm là end, được chưa? Nhưng mà với cái âm thứ hai trong tiếng Anh Mỹ nhá, trong tiếng Anh thì hơi khác, cái từ thứ hai là từ và trong Anh ấy, họ đọc nó là and. Nó rất là giống âm e và họ không có độ căng miệng nhiều lắm, and. Còn với Anh Mỹ thì trong trường hợp này các bạn nhìn thấy là cái âm a nó đọc căng và nó sẽ bị nasalized, nó sẽ bị hơi bị mũi một chút bởi vì nó ảnh hưởng với cái âm mũi đằng sau là âm n đó. Thì nghe nó sẽ hơi giống như là thế này, vị trí miệng của mình không hề thay đổi nhưng mà nghe nó nửa a nửa e, tức là nó nửa nọ nửa kia. Và cái này chúng ta hay refer, chúng ta hay nhắc đến với cái trường hợp là âm e bẹt đấy. Âm e bẹt chính là trong cái trường hợp này, các bạn thấy là một cái âm âm a nhưng nó nghe nó bẹt bẹt, nó bị nửa nọ nửa kia, thì đấy chính là trong cái trường hợp này đấy ạ. And bạn nhìn thấy miệng của mình nó vẫn là vị trí căng ạ, a, nhưng mà khi mà mình kết hợp là mình đọc nó nửa a nửa e, and đó, thì đấy là sự khác biệt. Và cái từ thứ nhất thì mình đọc rất là bình thường, gần giống âm e tiếng Việt mà, nhưng mà mình hạ cái hàm dưới xíu hơn một chút xíu, and. And được chưa ạ, bạn thấy không ạ? Tương tự với hai từ nhá, tương tự với hai từ này. Từ thứ nhất là từ gửi đi, send. Từ thứ hai các bạn cũng căng miệng lên, send. Căng mép lên, kéo vị trí về âm a. Bạn nào mà chưa quen với cả cái âm a này, các bạn có thể xem một cái video mà môn có hướng dẫn trước đây không lâu về cái cách phát âm âm a và các từ thông dụng trong tiếng Anh nhé, âm a trong tiếng Anh Mỹ. Ok, thì khi mà làm cái từ này á, cái từ cat này, chúng ta sẽ căng miệng ra và chúng ta làm nó hơi nửa nọ nửa kia, nó a đấy, kiểu như vậy. A tức là các bạn làm vị trí âm a, nhưng các bạn nói chữ e cho mình thì nó sẽ ra là cái âm e mà các bạn hay gọi là âm e bẹt đấy, nhưng thực ra bản chất nó vẫn là âm a căng miệng nhưng nó bị nasalized, được chưa nhỉ? Rồi vậy đọc là sand, nghe như kiểu là tiếng Việt hơi bị ngọng ấy, những bạn mà giọng vùng miền ấy các bạn hay nói là siam ấy đấy, thì cái này nó cũng na ná như vậy trong tiếng Mỹ ạ. Rất nhiều người Mỹ, đặc biệt là vùng Bắc Mỹ, họ sẽ đọc là sand đó. Từ thứ nhất đọc lại là sand, từ thứ hai là sand. Như vậy cũng mình sẽ đọc một trong hai từ và mọi người sẽ nghe giúp mình xem là mình đọc từ thứ nhất hay là từ thứ hai nhé. Sand, như vậy đây là từ thứ mấy ạ? Sand, các hãy comment ở bên dưới đi. Đáp án chính xác là đáp án thứ nhất, từ gửi đi, send. Các bạn nghe thấy hoàn toàn với âm e của tiếng Việt, nó không bị căng đúng không ạ? Nhưng cái từ thứ hai nó sẽ là send, các bạn thấy không ạ? Nó hơi bị e một chút ạ. Đấy thì đấy chính là cái cách mà người Mỹ xử lý cái âm a trong trường hợp theo sau nó là một âm mũi. Ok, thì muốn hy vọng là video này đã giải đáp được cái sự thắc mắc của nhiều bạn về sự khác biệt giữa hai cái âm này trong tiếng Anh Mỹ, và chúc các bạn thành công. Còn cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Bye.